smartphone gập. Samsung không phải công ty đầu tiên gặp khó khăn với smartphone gập. Đối thủ của hãng này là Huawei cũng đối mặt với trở ngại tương tự. Chiếc Mate X không thể ra mắt trước tháng 11 năm nay. TechRadar dẫn nguồn tin từ cuộc họp của Huawei tại trụ sở thâm quyến cho biết, đây là lần thứ hai chiếc điện thoại gập tương lai của Huawei hoãn ra mắt. Ban đầu, Mate X định ra mắt vào giữa năm 2019, nhưng ngay sau lệnh cấm của chính quyền Trump, Huawei nói với CNBC rằng mẫu điện thoại này sẽ hoãn ra mắt tới tháng 9. Trong khi đó, có thông tin Samsung đang gấp rút ra mắt mẫu điện thoại gập Galaxy Fold mà không đủ thời gian thử nghiệm, sau khi đầu tư hàng triệu đô la Mỹ cho phát triển màn hình gập. Có tin đồn công nghệ này bị đối thủ đánh cắp, nếu Mate X ra mắt năm nay, nó sẽ là chiếc điện thoại gập đầu tiên, với màn hình cỡ lớn 8 inch khi mở ra và 6,38 inch khi gập vào. Mate X hứa hẹn tạo đột phá trải nghiệm smartphone, Mate X có thể chạy đa nhiệm, chạy nhiều ứng dụng cùng lúc như máy tính, nhưng giá lại không hề rẻ chút nào, dự kiến lên tới 2.600 đô la Mỹ. Huawei cho biết đây sẽ là lần cuối cùng Mate X bị hoãn, công ty Trung Quốc hứa hẹn sẽ tung ra sản phẩm này trước mùa mua sắm cuối năm nay.